Nói về bát đoạn cẩm là nói về phương pháp tập luyện giúp chúng ta sống khỏe, sống lâu và gần như là không có bệnh tật gì cả. Hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu một bài tập về bát đoạn cẩm gồm 8 thức trong bài tập và sau đây là bắt đầu. Thức thứ nhất là lưỡng thủ kình thiên lý tam tiêu. Khi bạn đẩy tay lên thì phải dùng hết sức như là đang chống trời. Hít vào, đẩy lên, giữ, thở ra. Hít vào, đẩy lên, giữ, nghĩ đến kinh tam tiêu, thở ra, hạ tay xuống. Các động tác sau tương tự. Các bạn lưu ý khi hạ tay xuống thì mũi bàn chân ngửa lên. Khi tập bát đoạn cẩm thì các bạn phải hướng tinh thần vào trong, theo dõi cơ thể và tập rất đều đặn, nhẹ nhàng như nước chảy, không gấp gáp, không vội vàng. Thả lỏng tinh thần để hướng vào trong. Bài tập này là 4 lần 4, 16 lần đẩy lên như thế. Hết bài tập thứ nhất. Tả hữu khai cung tự xạ điêu. Cái tay nắm phải nắm thật chặt. Ngửa ngược cái ngón tay trỏ lên để nó căng hết cơ tay ra. Hít vào, kéo cung, xả ra, buông lỏng, thở ra, lại hít vào. Đổi bên. Cái tay chảo ôm lấy tay quyền kia. Các bạn phải như là đang ôm cục sắt và vuốt một cái như kiểu là mình kéo dây cung, một tay cầm tên ấy. Mắt nhìn thẳng vào mũi ngón tay trỏ như là đang nhắm bắn. Đây là một bài tập gân lực rất là tốt cho sức khỏe. Sau mỗi bài tập thì các bạn có thể dừng video nghỉ khoảng 30 giây đến 1 phút. Ở đây là tôi cắt những cái thời gian nghỉ để các bạn xem cho nó liền mạch. Trên là tập hết một bài này thì nó người yếu thì có thể tập đến 28-30 phút.
Thế còn người khỏe thì có thể tập 24 25 phút là hết 8 bài. Bấu, vuốt, hít, gồng, giữ, xả. Sang bài thứ ba. Điều lý tỳ vị đơn cử thủ. Hít vào, vận sức ngửa cổ tay, đẩy lên, trầm chân xuống, tay nào đẩy lên chân đấy trầm xuống. Thở ra, hít vào, lại đẩy lên, trầm chân phải xuống. Nhớ là các bạn vận sức vào cổ tay để lật cổ tay như thế. Vận sức lật cổ tay nhá, vận sức vào cổ tay. Trầm chân trái xuống, đẩy tay trái lên. Làm sao mà cái phần hông từ trên tay xuống đến chân nó phải được kéo giãn ra. Tập trung suy nghĩ vào đấy. Khi các bạn tập một thời gian rồi thì các bạn sẽ cảm thấy mỗi lần kéo như thế là sẽ cảm thấy cái dọc cái sống đấy nó mát. Khi đấy là khí huyết nó đã lưu thông. Nhớ là trầm chân khác với khuỵu gối nhé. Hãy dùng ý nghĩ của mình để ấn cái chân đấy xuống đất. Chứ không phải là đu lên cái chân đó để dồn trọng lượng vào chân đó, không phải. Mục tiêu là kéo căng cái phần hông ra cho nên là phải dùng ý. Để trầm chân xuống, đẩy tay lên. Chuẩn bị sang động tác thứ tư, ngũ lao thất thương, vong hậu tiền. À, ngũ lao thất thương vọng hậu tiền đấy. Hít 1 phần 2, nghiêng sang phải, hít tiếp 1 phần 2 nữa, xoay. Lúc này là hít đầy phổi rồi đấy. Thả, quay trở lại, thở ra. Hít 1 phần 2, vận sức vào cổ, quay sang bên trái. Hít nốt 1 phần 2 đầy phổi, vận sức vào cổ, quay sang bên phải. Trả ra giữa, thở ra. Đổi bên. Hít 1 phần 2 phổi, đẩy tay ra. Xoay, hít nốt 1 phần 2, quay người. Nhớ là mắt nhìn, cố gắng liếc ra sau. Thở ra, bắt đầu giữ nguyên tư thế đầu, hít 1 phần 2, vận sức quay sang phải.
Hít tiếp 1 phần 2, vận sức quay sang trái. Quay ngược trở lại, thở ra, vậy là hít thở nó như thế. Ngũ lao thất thương này là 5 cái điều mà gây cho mệt mỏi và 7 cái điều gây cho tổn thương ngũ tạng. Thì khi các bạn tập cái bài này thì sẽ giải quyết các cái vấn đề đấy. Ví dụ như ngồi nhiều thì gây tổn thương về ruột già, đại tràng chẳng hạn. Thì các bạn có thể search ở trên Google thì ngũ lao thất thương là gì thì người ta sẽ giải thích. Thì đây là bài tập để giải quyết những cái vấn đề mệt mỏi do những cái việc mà chúng ta làm không đúng cách hoặc làm quá đà, nó gây ra mệt mỏi và tổn thương. Chỉ có bài tập này, đặc biệt là các bạn chỉ hít 1 phần 2. Một lần hít. Bắt đầu động tác thứ 5. Giao đầu bài vĩ, khứ tâm hỏa, tức là lắc đầu, quất đuôi hết tính nóng nảy. Xoay sang phải 3 lần, một nửa vòng. Khi xoay nhớ áp ngực sát đầu gối. Rồi đẩy ra thì cũng áp ngực sát đầu gối để đẩy rồi mới nhấc đầu lên. Xong lại xoay nửa vòng 3 lần bên trái. Hít vào căng bụng mới xoay, khi trả lại vị trí thì thở ra. Sau đấy ép thẳng người xuống, vuông góc mắt nhìn thẳng. Ngửa ra sau thở. Hít vào ép xuống. Ngửa ra sau thở. 3 lần. Rồi xoay từ trái qua phải. Hết vòng 3 lần. Nhớ là cố gắng ép ngực sát đầu gối để chuyển từ đầu gối bên nọ sang đầu gối bên kia. Những bạn nào nóng nảy tập bài này rất tốt. Chuẩn bị sang bài thứ 6. Đấy là bối hậu thất điên bách bệnh tiêu. Khi nhảy lên thì các bạn đề khí, tức là hít hơi thật căng lên lồng ngực. Thì từ cái lồng ngực các bạn nhảy ra sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhảy xong thì thở ra. Đấy, hai tay chắp vào nhau như thế. Sau đấy sờ cái đầu xương cụt, đặt hai bàn tay vào nhau, lấy ngón giữa ấn vào cái đầu xương cụt đấy. Đấy, bắt đầu là khi mà nhấc gót lên, đẩy lên thì ấn đầu xương cụt vào, hít vào. Khi hạ chân xuống thì thở ra, đồng thời thắt hậu môn và thả lỏng cái tay ấn của đầu xương cụt ra. Khi kiễng gót chân lên thì ấn mạnh vào đầu xương cụt. Khi hạ gót chân xuống thở ra thì thắt cái hậu môn vào và thả lỏng cái tay ấn ra. Khi các bạn ấn vào đầu xương cụt thì các bạn sẽ cảm thấy là nó như có một cái tác động gì đấy lên nó tận đỉnh đầu luôn. Cái bốn động tác nhảy này chính là bốn động tác khởi động cho vấn đề ấn đầu xương cụt. Hít vào, căng bụng đẩy lên, thắt hậu môn, thả lỏng tay, thở ra.
Các bạn cứ chịu khó tập bắt đoạn cập này 6 đến 8 tháng thì bảo đảm là hầu như không bao giờ bị bệnh cúm, không bao giờ bị cảm phong hàn, chân tay rất là khỏe mạnh, đại tiểu tiện tốt, không bị đau dạ dày, không bị lạnh bụng, sức khỏe cải thiện. Và đặc biệt là những ai bị bệnh tật gì đấy thì cứ tập như thế này thì hầu hết là bệnh sẽ lui. Và dĩ nhiên là không bị cúm thì không bị cảm lạnh thì tôi cũng hy vọng là nó cũng giúp cải thiện sức khỏe để chống lại bệnh COVID. Không biết có phải do chịu khó tập cái này không mà đã vài lần bị làm F1 rồi nhưng mà may mắn đến nay vẫn vẫn chưa trở thành F0. Mà những người tiếp xúc cùng cái đợt đấy thì đều F0 cả. Các bạn lưu ý tập buổi sáng là tốt nhất, cứ tập từ bài 1 đến bài 8. Nếu lạnh không tắm được thì có thể là vắt cái khăn ướt xong lau lau người. Có rất nhiều cái bài tập bắt đoạn cẩm khác nhau nhưng đây là bài theo cái hướng dẫn của giáo sư Hàng Thanh. Và trong phái Thiếu Lâm cũng ưu tiên dạy những bài như thế này. Thứ bảy, toàn quyền nộ mục tăng khí lực. Đưa tay rất nhẹ nhàng thả lỏng, đấm ra thật mạnh, mắt trợn lên. Các bạn hãy chú ý nhìn mắt của tôi trợn lên. Hít vào, đứng lên đấm. Tiếp tục lần hai. Đưa tay rất nhẹ nhàng, hít vào, đấm mạnh, thở hết sức ra. Trợn mắt lên, đấm mạnh, thở hết sức ra, trợn mắt lên. Hai phối hợp chân tay rất là nhịp nhàng. Đấm hết sức sang trái, trợn mắt. Mỗi cú đấm hết sức là các bạn phải trợn mắt lên. Tập trung suy nghĩ để trợn mắt lên. Đấm ra thẳng nhé, bởi vì là tôi đang đứng trước cái camera lên các bạn nhìn có thể là thành tôi đấm hất lên trên, nhưng thật ra đấm thẳng vai thôi. Nhớ là tập trung suy nghĩ vào đầu nắm đấm. Dồn hết ý vào đầu nắm đấm. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng mồm. Đấm hết thì thở hết. Đến động tác thứ 8 là lưỡng thủ phan túc cố thận eo. Hít vào, nắm hai cổ chân, kéo người vào. Thở ra, lần thứ hai. Lại nắm hai cổ chân, hít vào, kéo mạnh vào. Thở ra, lần thứ ba, vươn cúi xuống, vươn tay ra sau. Vươn càng xa càng tốt. Nhớ thẳng đầu gối, tập động tác này mà cong đầu gối là vứt đi rồi. Hai lần vươn tay ra sau. Lần thứ tư, hít vào, cúi xuống, nắm hai ngón chân cái, kéo xuống.
Thở ra. Nắm hai ngón chân cái, kéo xuống. Các bạn sẽ nhìn thấy cảm giác ở cái lưng nó được giãn ra. Chống hai tay vào thắt eo, xong đấy bắt đầu ngửa ra. Khi này đã hít rồi nhá. Thở ra, rất từ từ. Chứ không phải làm cái rụp cái. Thở ra, hít vào, ngửa, nhớ hít căng phổi, thở ra 4 lần như thế. Cái này làm giãn phần toàn toàn bộ phần ngực và bớt bụng. Đầu trả lại khí, hít lên, thở từ từ ra, nghĩ đến phần huyệt đan điền vậy.